Thiên à, buông ra. Thiên, anh buông ra. Đưa đây. Đưa cho. Đưa đây. Đưa đây. Đưa điện thoại cho tôi. Đưa đây. Thiên sĩ, đồ gái điếm, cô muốn quyến rũ chồng tôi lắm đúng không? Nếu vậy thì cô phải ăn tát cho tỉnh người ra. Cô là kẻ giết người, cô đi chết đi. Ai giết người hả? Chết đi, đi chết. Thiên à, đừng mà. Thiên à, đánh cho cô chết bên đây. Buông ra. Đừng mà. Buông tôi ra. Buông ra. Thiên, buông cái gì? Đồ gái gọi lẳng lơ, muốn cướp chồng người khác đúng không? Thiên, anh tránh ra. Tránh ra đi. Thiên sĩ, tôi phải dạy cho cô một bài học. Đồ gái gọi, muốn cướp chồng tôi hả? Chết đi. Đồ gái gọi lẳng lơ. Bắt rồi. Đừng mà em. Hết rồi. Hết. Thiên. Anh buông ra. Muốn xuống lắm có đúng không? Buông tôi ra đi. Muốn xuống lắm hả? Thiên, cứu em với. Thiên. Bách. Bách, Thiên. Em sao vậy? Bách. Bách. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu vậy để sáng mai tôi gọi lại lần nữa. Chúc ngủ ngon. Anh Paul. Được rồi. Chào anh. Sao rồi? Anh đã thấy đoạn phim tôi gửi chưa? Thấy rồi. Em định làm gì vậy hả Thiên? Hay là em ghen vì anh làm như vậy với Alice? Anh thật đáng thương. Anh vẫn còn suy nghĩ ngu ngốc như vậy sao? Hả? Tôi đang nhắc chuyện đêm đó đó. Đêm đó hả? Đêm nào vậy? Anh không nhớ lắm nữa. Có nhiều đêm quá. Là cái đêm mà vợ của anh lái xe đụng chết mẹ của tôi đó. Nếu là chuyện đêm đó thì anh không nhớ gì cũng không biết gì. Anh không nhớ gì hết sao? Hả? Nếu vậy tôi gửi đoạn phim gốc cho vợ yêu của anh xem thì sao? Anh còn muốn nói chuyện với tôi nữa không? Sao hả? Trả lời tôi đi chứ. Rằng Bát là người đụng xe làm mẹ tôi chết, còn anh chính là người giúp cô ta trốn khỏi hiện trường. Có đúng vậy không? Anh trả lời tôi đi. Sao em không để nó kết thúc đi hả Thiên? Dù sao thì mẹ em cũng chết rồi. Cho dù em có điều tra thì mẹ em cũng không thể sống lại được. Vậy thì nếu như mẹ của anh chết thì sao? Anh sẽ để cho chuyện này kết thúc như vậy hả? Anh trả lời tôi ngay lập tức đi. Có đúng như vậy hay không? Bát chính là người lái xe đâm chết mẹ của tôi, còn anh là người giúp cô ta trốn khỏi hiện trường. Mau trả lời đi. Nếu như anh không trả lời, tôi sẽ đưa đoạn phim này cho tất cả mọi người cùng xem. Anh cũng biết là sẽ có chuyện này xảy ra với anh rồi đó nếu anh không trả lời tôi. Trả lời đi. Bát là người lái xe đụng chết mẹ đúng, tôi phải không? Phải đó. Bát chính là người lái xe, còn anh là người đưa Bát trốn khỏi hiện trường lúc đó. Em chỉ muốn nghe như vậy thôi đúng không? Và anh đã đứng đó nhìn mẹ tôi chết mà không giúp gì hết sao? Anh phải làm sao chứ? Dù em biết sự thật thì em cũng không làm gì được đâu.
Cảm ơn anh nhiều lắm, vì anh đã nói ra hết tất cả. Thật sự cảm ơn anh. Khoan đã, em ghi âm lại rồi có đúng không? Anh mau buông tôi ra đi. Anh yêu, buông tôi ra. Đưa đây. Mau buông ra đi. Không buông. Đưa đây. Anh buông tôi ra. Đưa đây. Mau buông ra đi. Thiên à. Mau buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Thiên. Thiên à. Buông ra. Thiên. Anh buông ra. Đưa đây. Đưa cho. Đưa đây. Đưa đây. Đưa điện thoại cho tôi. Đưa đi. Thiên sĩ, đồ gái điếm, cô muốn quyến rũ chồng tôi lắm đúng không? Như vậy thì cô phải ăn tát cho tỉnh người ra. Cô là kẻ giết tôi, cô đi chết đi. Ai giết người hả? Chết đi chết. Thiên à, đừng mà. Thiên à, đánh cho cô chết bên bố ra. Đừng mà. Buông tôi ra, buông ra. Thiên, thiên sĩ, đồ gái gọi lẫn lơ, muốn cướp chồng người khác đúng không? Thiên, anh tránh ra. Tránh ra đi. Thiên sĩ, tôi phải dạy cho cô một bài học. Đồ gái gọi, muốn cướp chồng tôi hả? Chết đi, đồ gái gọi lẫn lơ. Bắt rồi. Đừng mà em. Hết rồi. Hết đi. Anh buông ra. Muốn xuống lắm có đúng không? Buông tôi ra đi. Muốn xuống lắm hả? Nè. Nè. Thi, cứu em với. Thi, Thi. Bắt, bắt, bắt. Em sao vậy? Bắt. Bắt. Em yêu à? Em yêu. Thì đó, cậu đưa bác lên phòng trước đi. Dạ. Anh đưa em lên phòng trước, em có lạnh không? Thiên sĩ, em không sao chứ? Tôi không sao hết. Anh chỉ biết cứu người trong gia đình của anh mà thôi. Nè, nếu như em nói tới chuyện lúc nãy, anh cứu bá trước bởi vì anh biết là nó không biết bơi mà. Với lại nó còn đang mang thai nữa. Thiên sĩ. Thiên sĩ à.